Ngày 28 tháng 5, Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu đã tổ chức lễ khánh thành cầu kính Bạch Long. Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài bằng kính 632m, được cấu thành bởi hai phần. Phần bắc qua vách núi dài 290m, phần kính men theo vách núi đá dài 342m, chiều cao 150m. Cầu được làm bằng kính siêu cường lực trong suốt của Saint-Gobain nước Pháp, gồm 3 lớp dày 40mm và đã được kiểm định thử tải đạt hệ số an toàn gấp 6 lần tiêu chuẩn. Cầu được thiết kế phản chiếu nhiều gam màu rạng rỡ tạo nên vẻ đẹp nổi bật giữa màu xanh của núi rừng Tây Bắc. Cầu kính Bạch Long nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng Mộc Châu Island. Quần thể này dự kiến sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục vào quý 2 năm 2023. Tại lễ khánh thành, cầu kính Bạch Long đã được tổ chức Guinness trao kỷ lục công nhận đường đi vách núi dài nhất thế giới. Hiệp hội Kỷ lục Thế giới, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Official của châu Âu công nhận cầu kính dài nhất thế giới.